Tôi nhân đây xin kể luôn cái chi tiết của cái tàu Liêu Ninh Sơn, tàu sân bay của Trung Quốc. Nó mua một cái tàu mà Nga với Ukraine đóng chưa xong. Cái tàu này nó thuộc cái hệ gọi là Kuznetsov. Kuznetsov này, cái thiết kế đặc biệt của nó là nó có một cái mũi hết để mà cái máy bay nó chạy lấy đà và nó cất cánh. Thì đặc biệt là cái tàu này đó, nó vì Liên Xô tan rã cho nên nó không có chi phí để nó tiếp tục nó đóng và nó thiết kế và nó khánh thành. Cho nên anh Trung Quốc ảnh qua ảnh mua rẻ lắm, có 20 triệu thôi. Nhưng mà cái tài giỏi của anh Trung Quốc ở đây đó, quý vị nghe cho kỹ nha, là ảnh nhìn những cái dấu đinh á trên cái bông tàu đó, nó có những dấu đinh đó, thì ảnh nhìn, ảnh chụp hình rồi ảnh về ảnh tự ảnh đóng phòng, tức là sơn phết là đóng phòng. Nó có vài ba cái kỹ thuật mà Trung Quốc chưa nắm được. Thứ nhất á là Trung Quốc chưa chế tạo được những cái động cơ thủy lực để mà đẩy cái tàu đi với cái tốc độ hành trình từ 25 dặm cho tới 35 dặm. Trung Quốc không có, mà nó không có những cái máy mà lớn như vậy. Tại một cái tàu sân bay trọng tải tới 100.000 tấn cho tới 120.000 tấn, cái loại mà nhẹ nhẹ đó cũng 80-90.000 tấn, cho nên nó phải có những cái động cơ cực mạnh để mà nó đẩy cái tàu đi. Thì Trung Quốc không chế được, chỉ có một số nước như Nga hoặc Hoa Kỳ. Nhưng mà tình báo Hoa Kỳ rất ngạc nhiên là nó không có động cơ thì nó lấy đâu mà nó ấy, nó lấy đâu mà nó gắn vô mà nó chạy. Thì khi mà tình báo Hoa Kỳ cử một cái tàu đi theo cái tàu Liêu Ninh này theo dõi ảnh á, thấy anh Liêu Ninh này chạy cũng ok, nói chung là chạy phom phom, thì giật mình. Ồ, mà Nga không bán, rồi mấy nước cũng không bán, bị cấm vận lung tung, mà sao anh Trung Quốc này ảnh ấy. Thì nó mới tìm hiểu ra là thì ra là anh Trung Quốc ảnh sáng chế ra một cách là thay vì của người ta có hai cái máy tàu thì ảnh xài bốn cái máy tàu, nhưng mà bốn cái máy này nhỏ hơn. Thì nó đơn giản thôi, ảnh nhét bốn cái vô thì nó cũng đẩy bằng hai cái lớn. Ảnh chưa chế được hai cái lớn nhưng mà ảnh xài bốn cái nhỏ thì những cái tàu chiến bình thường đó, ảnh có bốn cái máy đó, thành ra là ảnh lắp vào rồi xong là nó cũng chạy được. Thì nó không đủ tốc độ để tác chiến, tức là nó chạy rề khoảng chừng 15-20 dặm một giờ thôi. Nhưng mà anh Trung Quốc anh cũng hãnh diện rồi, anh quá hãnh diện, là tại vì mua một cái chiếc tàu sân bay 1 tỷ mấy đô la mà bây giờ anh mua có 20 triệu mà anh về anh ấy. Cái thứ hai nữa đó, nó buồn cười đó là quốc phòng của Mỹ đó, nó theo dõi là cái radar tác chiến của anh Liêu Ninh này nó tầm xa như thế nào á. Tại vì một cái radar tác chiến mà của hàng không mẫu hạm hay là tàu sân bay nó tới 1.000 cây số rồi, nó bự lắm. Nó bự mà nó cành càng mà nó là bí mật của quốc gia, mà sao anh Trung Quốc anh chế ra được. Té là Trung Quốc cũng chả chế cái gì hết á. Anh lấy cái radar của cái tàu mà loại lớn nhất của ảnh nó có tầm xa có 400 cây số anh gắn vô cái tàu Liêu Ninh. Cho nên nó buồn cười ở chỗ là cái tàu sân bay của người ta, cái dàn radar nó có thể phát hiện mục tiêu tới 1.000 cây số, thì anh Trung Quốc anh không cần, anh lấy cái radar mà gọi là anh có thể chế được và ảnh trong tầm tay của anh gắn lên. Cho nên là nó là cũng ok, nói chung là ảnh lấy đồ nhỏ anh gắn vô tàu lớn. Rồi thêm một cái nữa là ảnh không có cái hệ thống dây cáp móc tàu để mà hãm máy bay. Kỹ thuật của ảnh chưa có, ảnh qua bên Hoa Kỳ ảnh tính mua cái hãng đó. Thì xin lỗi quý vị là nó ở gần ngay nhà tôi đây, cũng chẳng xa gì hết, nó có khoảng 80 cây số. Nhưng mà cái hãng đó, nó từ chối, nó không bán cho Trung Quốc cái hệ thống dây cáp để móc hãm cái máy bay khi mà máy bay nó đáp xuống. Lỗi quý vị là khi máy bay nó đáp xuống thì nó phải có cái dây mà nó móc lại. Trung Quốc mua không được, mà Nga cũng không bán.
Đấy là anh Trung Quốc, anh không có cái hệ thống đó thì làm sao mà máy bay dám đáp xuống, tại cái đường băng nó ngắn quá thưa quý vị, cái đường băng ngắn quá mà cái tốc độ máy bay nó cao quá, nó trên 200 cây số mà đáp xuống, mà nếu mà không có cái móc hãm bằng những cái sợi dây cáp đó thì chết. Anh Trung Quốc anh chế rất là hay, anh chơi bốn sợi dây căng ngang tàu, cho nên là ảnh có bốn sợi dây nhỏ, ảnh căng ngang tàu vậy đó, máy bay đáp xuống móc vô ngon lành, quá hay luôn. Cho nên là ảnh tự hào lắm, là ảnh đồ nội ảnh chế là như vậy. Thì cái đó thì nó là ảnh nói là cái niềm tự hào của ảnh, và ảnh dựa vào cái đó ảnh đóng thêm vài chiếc nữa, cho tới nói là năm 2020 cho đến 2022 cho tới 2025 là ảnh sẽ có thể là có thêm 2 3 chiếc, ít nhất là 2 chiếc nó đã bắt đầu nó hình thành. Đúng rồi, cái máy nó uống như rồng và nó xịt khói đen Chương sùm hết trình thưa từ anh. thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.